Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, thất bại thê thảm của Tổng Bí thư. Chiều ngày 25 tháng 10 trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tại Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức do Quốc hội bầu phê chuẩn với 470 trên tổng số 472 phiếu tán thành, tương đương 95,14%. Tổng số đại biểu Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn có một số điểm đáng chú ý, xếp hạng theo số phiếu tín nhiệm cao, cụ thể như sau. Đứng ở vị trí thứ nhất thuộc về số phiếu tín nhiệm cao là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đứng thứ hai về số phiếu tín nhiệm cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đứng thứ 12 về số phiếu tín nhiệm cao. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm chỉ đứng ở vị trí số 26. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình đứng ở vị trí số 31 trên tổng số 44 người. Hai người có số phiếu tín nhiệm thấp ít nhất là các ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Lê Tiến Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh với 2 phiếu mỗi người. Lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Nhóm lãnh đạo thuộc đứng cuối bảng xếp hạng tín nhiệm là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đứng ở vị trí số 37 trên 44, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xếp ở vị trí 39 trên 44, Bộ trưởng Bộ Y tế bà Đào Hồng Lan đứng ở vị trí 41 trên 44, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đứng ở vị trí gần áp chót 42 trên 44, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng xếp áp chót ở vị trí 43 trên 44 và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đứng ở vị trí chót bảng 44 trên 44. Giới quan sát đánh giá kết quả các chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đã cho thấy rằng mọi sự đồn đoán và sự lo lắng của công luận và giới thạo tin đã không xảy ra. Như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lại có thêm kết quả lấy phiếu tín nhiệm để tranh chức Tổng Bí thư cho Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Toàn cảnh Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp. Điều bất ngờ là hầu hết các phân nhân sự được tuyển chọn trực tiếp bởi tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là trưởng tiểu ban nhân sự các kỳ đại hội đảng lần thứ 12, 13 với quy trình tỉ mỉ khoa học 5 bước như ông Trọng tuyên bố trước đây. Trong danh sách những người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp được đội sổ, gồm có ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Văn Hùng xếp hạng 43 trên 44, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đứng ở vị trí 42 trên 44 và Bộ trưởng Bộ Y tế đầy tai tiếng bà Đào Hồng Lan đứng ở vị trí 41 trên 44. Đáng chú ý nhất có lẽ là trường hợp của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gây bất ngờ khi Bộ trưởng Sơn là người có số phiếu tín nhiệm thấp dẫn đầu lên tới 72 trên 479 phiếu. Dư luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi có kết quả tín nhiệm có nhiều ý kiến biện minh cho rằng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đi nắm quyền Bộ trưởng sau Đại hội 13 đúng lúc ngành giáo dục có quá nhiều sóng gió. Riêng chuyện giải quyết những vấn đề tồn tại của Bộ trưởng tiền nhiệm Phùng Xuân Nhạ để lại cũng đã đủ mệt. Chớ chiều thầy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng là sản phẩm và là đồng thời là đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã già nhưng vẫn ngồi 3 nhiệm kỳ. Như vậy, sau thất bại lịch sử tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, một lần nữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại rớt đài bởi cú knock out của người đứng đầu chính phủ, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và cú bỏ rơi Tổng Bí thư đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Màn kịch chính trường Việt Nam còn rất nhiều chuyện hay và kịch tính, chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin kết quả phiếu tín nhiệm của Quốc hội, thất bại thê thảm của Tổng Bí thư. Thấy gì qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội với lãnh đạo chủ chốt? Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào ngày 25 tháng 10 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong số đó bao gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với những nhân sự mới là ông Võ Văn Thưởng, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Quang Mạnh và Đặng Quốc Khánh vì đã làm thủ tục này vào đầu năm 2013. Tin Hình Lang cho biết cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này là khá căng thẳng vì được xem là vòng làm căn cứ cho việc xem xét nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 sắp tới.
lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa, đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp, thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trước kỳ họp Quốc hội lần này, có những đồn đoán của giới thạo tin cho biết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ do không chịu trách nhiệm chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước thất bại tại Hội nghị Trung ương 8 nên đã bị Tổng Bí thư Trọng cáo buộc có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân và có nguy cơ cao sẽ bị chặn đường tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 sắp tới. Đó là lý do có những quan ngại cho ông Huệ trong việc lấy phiếu tín nhiệm lần này. Tương tự đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc xét xử vụ án thông thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tổ chức vào ngày 24 tháng 10, đúng vào thời điểm kỳ họp Quốc hội khai mạc, đã khiến cho công luận lo lắng cho tương lai của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong việc bỏ phiếu tín nhiệm lần này. Tờ báo Nikkei Asia vào ngày 24 tháng 10 có bài viết về phiên tòa vừa được mở tại Quảng Ninh và đánh giá là vụ án tham nhũng bà Nhàn thuộc lĩnh vực chính trị. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Theo Nikkei Asia đánh giá, phiên tòa đang diễn ra ở Quảng Ninh xét xử vụ án thông thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho thấy các thế lực trong đảng đang hướng mũi dùi Thủ tướng Phạm Minh Chính, người là bí thư địa phương này từ năm 2011 cho đến 2015. Ông Chính được xem là đối thủ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nikkei Asia còn dẫn lại lời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vào hồi trung tuần tháng 8 năm 2023 cho rằng tội phạm sẽ không thể trốn thoát. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng để đưa bà Nhàn ra trước công lý. Tuy nhiên, những lo lắng đó đã không xảy ra theo dự đoán, mà kết quả bỏ phiếu tín nhiệm khá thú vị, được cho là win-win, tức là các bên đều có thể chấp nhận được. Cụ thể, người nhận được nhiều phiếu nhất đối với phiếu tín nhiệm cao là thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phan Văn Giang, thứ hai là Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, thứ ba là đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính xếp thứ 12, và ở chiều ngược lại, người thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thấp thứ nhì là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng, thấp thứ ba là Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, còn lại như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xếp hạng 39, còn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng xếp 37. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kết quả cũng rất thấp. Ông Thủ tướng Việt Nam hiện nay Phạm Minh Chính. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, lãnh đạo quân đội vẫn ổn, lãnh đạo các bộ công thương, thông tin, y tế là đáng lo ngại, còn bộ văn hóa, giáo dục thì miễn phải bàn. Khối tư pháp cũng không được tín nhiệm cao lắm, trừ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vì có vị trí khá tốt đứng thứ 14. Còn lại chánh án giao thớt Nguyễn Hòa Bình xếp tới thứ 31 có lẽ do hậu quả từ các án oan. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí xếp thứ 24. Trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Công Tô Lâm xếp tận thứ 26, còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, người bị kỷ luật trong vụ chuyến bay giải cứu, lại xếp hạng thứ 15, cao gần gấp đôi so với Bộ trưởng Bộ Công an. Xếp hạng tín nhiệm cao cho Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã tăng so với năm 2018, song chỉ xét riêng về số tín nhiệm thấp thì Bộ trưởng Tô Lâm lại rớt xuống hạng 37. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin thấy gì qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội với lãnh đạo chủ chốt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.